trong những cái dòng này á, cho những mối tình mà người ta nghe về cả trăm con, coi như là bao hết luôn cả trăm con, người ta nói đó bằng mình không hay mà rẻ. Tôi chỉ đó đơn giản hai câu thôi, hay mà rẻ. Cái này mình ghép với cái lọc xì, mối tình lọc xì đúng anh hát cao kề đó. Lấy cái quan trọng nhất là do thành lập sản xuất nước in cho bằng này, chứ anh mình có mua đồ Trung Quốc lấy của tập cái TV quảng đá là cái lọc chỉnh đẹp cái định ý mình, cái này nó chỉ có cũng phần đấy phần đấy là nó thành cái công chức lên nên công chức lên thôi, nhưng mà nó sạch lắm. Ở nhà cũng có cái trại cái lồng này các bạn. Nó sẵn thích thích thì mua trải nghiệm rồi chơi. Cảm ơn anh nha.